đi nhanh em. Xin chào quý vị và bà con. Đây là những cây cam máu đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam mà hàng ngon nhập về từ bên Trung Quốc. Đây là những cây cam máu, cây cao khoảng từ 1m đến 1m2. Đây là hàng ngon mới bắt đầu thử nghiệm để trồng ở Việt Nam. Giống cam máu này là ăn ngọt, không có vị chua, và thu hoạch vào tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3 âm lịch. Giống cam này thì gọi là chưa ngon của Trung Quốc, nhưng mà giống này có xuất xứ ở bên châu Âu, nguồn gốc chính ở bên châu Âu, còn Trung Quốc cũng là nước nhập về và trồng thử nghiệm. Thì người ta đã thành công rồi, Trung Quốc rất lâu rồi. Còn ở Việt Nam hiện nay thì chỉ có duy nhất hàng ngon đang lấy thử giống một số cây về để trồng ở Việt Nam. Trồng cây này thì chỉ trong một năm là bắt đầu có quả. Và tiếp theo Hà Bình Ngon sẽ lấy một số mắt, mua một số mắt từ bên Trung Quốc gửi về Việt Nam. Và Hà Bình Ngon sẽ hy sinh hai cây bưởi diễn để ghép thử sang hai cây bưởi diễn đang ăn quả. Thì sau một năm bắt đầu có quả nhiều là sẽ cho ra chất lượng để biết được giống cam máu có phù hợp với Việt Nam hay không, để Hà Bình Ngon sẽ nhập về và phân phối cung cấp cho bà con nông dân ở Việt Nam phát triển kinh tế. Nhưng trước hết thì Hà Bình Ngon sẽ là người đầu tiên trồng thí điểm và đánh giá chất lượng quả trên cây. Đây là cây nhỏ nhưng mà Hà Bình Ngon sẽ mua một số mắt ghép ở bên Trung Quốc gửi về và ghép vào cây biểu diễn để nâng cao quả hơn những cây này. Sau đó có kết quả thì Hà Bình Ngon sẽ làm những video và cho bà con xem. Sau đó nếu thành công thì Hà Bình Ngon sẽ bắt đầu nhập cây giống và sản xuất giống cho bà con để nhân giống cái giống cam máu này. Giống cam máu này cực kỳ quý hiếm, ăn rất ngon. Hà Bình Ngon đã trực tiếp ăn ở bên chợ Vân Nam Trung Quốc sau cái chuyến đi hội chợ ở bên Trung Quốc.川资中县老厂村的胡国超种植血橙已经很多年了，随着种植技术的不断提高，这十万块钱，耶，这块这么好嚼了，哇，嚼的都这么酥，这水果就是哈哈黄落雨，怎么样，随便捡一个。牛五果、直径麒麟果、直径差不多，都很均匀。像这种小的，我们都不会下这种，我们自然淘汰，我们只选精品果，这样子。这个就是正儿八经的农家肥哈，欧的肥。你想运到地下的话，你得任何漂移的，全部是入农家肥，干不起那个学生又好钱。啊，这就是我们小区自己的果园了。那现在就是哪怕是最小的果子都已经开始泛红了，而且没得任何掏薄膜的情况下哈，都是自然成熟的，看见没有？这光泽度非常的好。来，大姐。哇，这个真的是，就是这种效果。这我在这儿嘛也血橙，真的是随便找花一个吧，随便花一个，这里光线好嘛。这块的话，它的血是其实是有差别的，但是我们的水分都是非常足的，而且它的肉感，都是非常细腻，肉感是非常细腻的。不管它的血是多还是少，但是它的那种甜度和口感其实差不多，营养也是一样的。这种尤其对于女性来讲的话，它这个补血补气效果是非常好的，所以尤其是那种孕妇啊、产妇一定要多吃一些。水分很足，水分很足，皮很薄。最关键是什么？这个果园里面小的，太关照我了。那种小的我们都没有要，所以你现在顾客收到手里面的果子，可能你会觉得它不够大，因为它这个品种本来就长得不会太大。但是我们已经在就是精挑细选，把那种特别小的或者怎么样不好的，我们全部都是去掉了的。所以你收到手的应该算是纯这个基层里面算是非常精品的果子，对吧？
怎么直观？太好吃了，我都不知道你在说什么。这个是七号，下去以后要把这个薄膜拿了，把这个口袋拿了，来装，来包装，多在里头，还在喝，还要改口袋，哦，把这个口袋改了，改口袋，哦，其实讲得你很懂一样，其实你点都没动到。我大你讲我是技术，你那个花开啥子？花开干这个，这个把那个拉开。你也没得，你还辛不辛苦？那些农民辛不辛苦嘛？辛苦，辛苦，农民辛苦。你们那干着好吃。茄子好不好吃？好吃。干干，干干，辛不辛苦？天天，天天不睡。看嘛，雪橙就是开这样子开始来的哈，慢慢子摘，嫁接了以后再摘，摘个要三年头结果子，看嘛，要饮水，要有施肥，容不容易？七点钟就来上班，看嘛，大妈们辛不辛苦？不辛苦，哦，好耍，好不好干？好干，香味好不好吃？好吃的。学生甜不甜？甜。包不包嘴巴，钱导？包包。对了，那个就是我们营营山的学生，资州的学生，相当的巴适。大妈们辛苦了。你要发红包啊？哦，我都没去招呼啊。老板都还没来，搞得像你像老板家。没有，我是大妈们的邻居，老板的邻居。这儿去我收的慢人。啊，我去这个班的啊。哎，我回去给你偷啊。再来尝一个。哦，要得，这个可以。修水塔呀、啊，就是那边啊。哦。大侄儿在吃早饭，端个碗满山跑。师傅在量鸡呢。把我往深了没？哎，往深了没？对。好，我们来盘。我就要看，看到位置了。标准的，严格的。可以，那点脚都。这我咋样？你少来装子，不要听他的师傅，他不懂。好，对了 ，OK， 好。你要叫我们死了，那就死了。我还是老，我老人是老木匠，我不晓得的。没有，你那个更好耍。这是清洁处下午安排我来做个活路，干哈？要得。四川人讲不得，对吧？讲到这个八级是亲戚。要来做活路，哪个可以来？好，那我下午来报个名。几点钟上班哇？几点钟上班？一点半。一点半呀？哦，差不多。我早上五点就起了的，下午一点半。要得。你适合做啥子活路？记得看，看了我们在挣没有？我来钓煤，晓得嘛？像刚才钓我的，他们没准，我就去那，看到鱼啊就行。哎呀，我看。师姐，天上的牛在飞。我看这个师傅，这个你们钓没有的？钓了的。钓了的啊？嗯。检查一下。对了。对了。你来核实一下，对吧？肯定噻，工作要认真噻。